lắp giò. À, chợ lắp vò. Ở đây rất là nhiều người vẫn còn đam mê tiếng đàn của anh Phú. Lần đầu tiên thấy lạ, bán vé số và không xin tiền. Và hình ảnh rất là quen thuộc. À, chị kéo anh lên một cái chiếc xe. Đem về mạng. Dạ. Dạ sao rồi cô chú anh chị ơi. Đây là một hết một dòng của chợ lóc bò. À, con chú Hề đó, ông đi theo anh rồi sao? Lời hiên này anh viết gửi cho em. Tờ thành phố thân anh gửi về nơi đâu. Nhớ biển Nha Trang đêm hè. Có hát được không? Anh đàn cho hát luôn kìa. Mặt nước trắng giờ con sóng khè lời. Một người khách lạ đường theo anh Phú. Yeah.
đi, đi thẳng ra đường này luôn hả chị? Rồi mọi số mà nghe 101 dạ số cô chú anh chị. Chiếc lá lá lô nhà màng đêm vừa lòng thành phố. Cái số của chú anh chị. Mọi giờ thấy quán điều yên điềm trong giấc ngủ giờ còn lại nhận đón ánh đèn khuế mạnh tâm sơ. Đã nói công ăn lời nói chân, để em hiểu sâu về lòng người nói cô bác yêu giả vào miền chân quê. Cứ mỗi đêm về thời anh ơi, hết một vòng này nữa mình đi uống cà phê đi, số cũng gần hết rồi. Với